Số phận của mình đôi lúc không phải do mình quyết định đâu. Chị Lưu Ba, vụ này chị tiêu rồi. Tao đã nói mình sẽ còn gặp lại mà 13. Trời, gì mà căng dữ vậy anh sân bay? Mình giỏi người ta mới để ý mình. Thuyền lớn sóng lớn bạn ơi. Hiểu nhau quá rồi. Tới đâu tôi tới đó. Thà đi một đám đi, có gì anh em cùng chịu. Quan trọng là kiếm tiền, có gì đâu mà chuyện nguyên tắc quá vậy. Mình đi qua đó trả thù, không có đàn em đi theo, mất nét lắm chị. Nó mà đụng cái gì của mình một cái hả, cái mạng tao nè, thi nó luôn hả mày. Làm gì cũng phải nể mặt tôi xíu chứ. Trong nghĩa đoàn, ai cũng tin tưởng em. An cứ nghĩa đoàn là tâm huyết của anh em mình. Em sẽ bảo vệ nó đến cùng.